Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình đối thoại phần 7 bàn về câu chuyện Việt Nam hóa hổ. Trong 6 số đối thoại trước thì các khách mời đã cùng đưa ra những giải pháp làm thế nào để Việt Nam hóa hổ được, lực lượng nào sẽ giúp chúng ta đạt được câu chuyện thần kỳ này. Và trong số đối thoại này chúng tôi tiếp tục cùng các khách mời mổ xẻ phân tích những hành động cụ thể để chúng ta có thể hóa hổ sớm như mong đợi của rất nhiều người và cũng như mong đợi của các khách mời trong 6 số đối thoại trước. Tham gia chương trình đối thoại tuần này tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Giáo sư Nguyễn Quang Thái, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam VDRI. Tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tiếp tục với một về đề tài rất là rộng và nhiều vấn đề, nhiều góc độ chúng ta đã phân tích mổ xẻ của 6 số trước. Thì trước khi mà chúng ta tiếp tục bàn về chủ đề này, về những hành động cụ thể, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem lại ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số trước liên quan đến chủ đề Việt Nam hóa hổ. Trên tổng thể thì tôi cho rằng tức là chúng ta phải thực hiện rất tốt ba cái đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng lần thứ 11 đã đề ra. Đấy là cải cách thể chế và đây là yếu tố quan trọng nhất. Vì có thể chế thì nó có khác. Ví dụ như là năng suất lao động chỉ có thể tốt khi mà chúng ta đặt doanh nghiệp vào cái môi trường cạnh tranh, vào kỷ luật thị trường. Bởi vì nếu không có cạnh tranh, không có luật thị trường, không ai đầu tư để mà làm tăng năng suất được. Cái điều thứ hai là phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, nó gắn liền với cải cách toàn diện cái nền giáo dục quốc dân. Và bây giờ tức là cái nguồn lực dài hạn, cái yếu tố tăng dài hạn chính là chất lượng của nhân lực. Và cái điều thứ ba tức là phát triển kết cấu hạ tầng. Đây là những điểm nghẽn hiện nay chúng ta đã xác định từ lâu nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại. Và gắn với ba cái đột phá chiến lược ấy thì chúng ta phải cơ cấu lại nền kinh tế, phải kể cả cơ cấu thành phần kinh tế cũng như cơ cấu các ngành kinh tế. Theo luật doanh nghiệp thì một doanh nghiệp nếu sử dụng trên 10 người lao động thì phải đăng ký thành doanh nghiệp. Nhưng mà chúng ta đều biết ở ngay Hà Nội đấy này là có những hộ gia đình hơn 100 người. Thế nhưng mà vẫn là hộ gia đình, vẫn nộp thuế khoán thôi. Và tôi biết là có một hộ gia đình bé bé con ở làm xuất khẩu gỗ Đồng Kỵ, xuất khẩu 150 tỷ đồng một năm. Nhưng bảo không, em bé lắm, em đúng là hộ gia đình thôi. Thế thì với hộ gia đình như vậy, ông không có thương hiệu, ông không cần bảo vệ là nhãn mác, ông cũng không có bằng sáng chế phát minh, thì với 33% GDP ấy ông có thể cạnh tranh hội nhập được không? Ông có thể là tham gia và phát huy được những các cái lợi thế cạnh tranh của Việt Nam được không? Cho nên chúng ta phải nhanh chóng giảm cái tỷ lệ của các hộ gia đình ấy và chuyển thành là kinh tế tư nhân hoạt động theo doanh nghiệp và có thương hiệu và có vận dụng khoa học công nghệ. Lúc bây giờ chúng ta mới có thể trở thành con rồng được. Cái con đường cốt lõi của chúng ta tìm đến, như các số đối thoại trước thì chúng ta có nói về vấn đề kinh tế tư nhân, về vấn đề giáo dục, nhưng mà cơ sở tôi nghĩ rằng hạ tầng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có một vấn đề chúng ta nhìn thấy hiện nay, cái tăng trưởng GDP của ta chậm, mấu chốt của nó là cái năng suất lao động của ta rất thấp. Cái gì nó tạo ra cái năng suất lao động thấp như thế? Cái giãn cách năng suất lao động của ta so với các nước trong khu vực nó quá thấp luôn. Gần như là đáy của các nước trong khu vực. Cái gì tạo lên? Con người thông minh, làm việc chúng ta cũng ý thức kỷ luật rất là tốt, làm việc cũng tích cực. Tại sao cái hiệu quả cuối cùng mang lại thấp như thế? Mấu chốt tôi cho rằng là phải thay đổi được yếu tố, những yếu tố nào là then chốt, thay đổi cái năng lao động. Vâng, thưa các khách mời, như tôi giới thiệu từ ban đầu, 6 số đối thoại đầu tiên đã bàn về rất nhiều các vấn đề từ tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người, kinh tế tư nhân, rồi cải cách thể chế và thậm chí cả khoa học công nghệ. Thế tuy nhiên, trong số đối thoại gần đây nhất là số đối thoại thứ 6, thì có một khách mời đã đưa ra một giải pháp rất cụ thể. Đó là nhắc tới Việt Nam hóa hổ thì phải nhắc đến câu chuyện là tăng trưởng. Mà ai làm nên tăng trưởng thì rõ ràng là trong ba khối là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và khu vực kinh tế tư nhân thì chắc chắn là kinh tế tư nhân đang được coi là động lực và là lực lượng để có thể làm thay đổi và biến cái câu chuyện này trở thành hiện thực. Vậy thì các khách mời ba ngồi tại trường quay ngày hôm nay thì ba khách mời có đồng tình với quan điểm đó hay không? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của giáo sư Thái ạ. Dạ vâng. Trước khi nói về các biện pháp cụ thể thì tôi muốn nhấn mạnh lại là
cái nhu cầu mà để tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam là nó đã có thật. Và nếu mà mình làm mà không cẩn thận, không phát triển kinh tế một cách nó tốt ấy, thì là nó cái nguy cơ tụt hậu nó sẽ là rất lớn. Và cụ thể là theo IMF năm 2017 ấy, là Việt Nam kém cái GDP đầu người của Lào rồi. Và Lào nó không phải chỉ dựa về thủy điện mà nó còn xây dựng cơ bản. Nó có những cái công trình rất là lớn cho nên nó làm cho tăng trưởng. Cho nên nếu mà mình mà không có những cái đột phá rất là mạnh mẽ về kinh tế thì là... Thế nhưng mà bây giờ thì mình đột phá bằng cái cách gì? Mình đột phá là có như chị có nói, tức là mình có 3 khu vực. Thế thì cái khu vực doanh nghiệp nhà nước ấy, là nó chiếm một cái nguồn nhân tài vật lực nó rất là lớn của đất nước, nhưng mà làm ra nó chưa được tương xứng. Bây giờ mình đang thoái vốn, mình đang cổ phần hóa thì nó cũng không được mạnh mẽ như trước. Khu vực FDI thì tuy danh nghĩa là xuất khẩu đến 72% cái năm ngoái, nhưng mà cái phần đóng góp cho GDP nó chưa tương xứng. Vậy thì cái khu vực tư nhân mà lâu nay nó làm đến hơn 40%, thậm chí là nếu mà kể cả tập thể thì có thể gần 50%, thì đấy là một cái năng tiềm tàng. Tuy nhiên phải nói luôn, mặc dù có là doanh nghiệp đấy, cái doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cả lớn bé bây giờ là gần 600.000 doanh nghiệp đang tồn tại hoạt động đấy, nó chỉ đóng góp được có 8% GDP thôi. Mà khu vực tư nhân nói chung thì là tức là hộ gia đình là lại là chính. Cho nên phải nói cái sự yếu kém của khu vực tư nhân Việt Nam ấy, nó đòi hỏi là phải có những cách thức để mà nó đưa khu vực tư nhân nó vươn dậy mạnh mẽ hơn nữa, thì như vậy nó mới có thể là làm được. Và cái cách thức nào thì một trong cái đấy là hội nghị và các nhà khoa học đều nói, tức là nó phải được tiếp cận các cái nguồn lực lớn của quốc gia, và do đó nó sử dụng một cách nó làm những điều mà pháp luật không cấm thì nó phát triển mạnh mẽ hơn. Còn nếu bây giờ cách làm như hiện nay ấy, thì nó vẫn còn bị ràng buộc rất nhiều, thì chắc là ông Phó Chủ tịch đấy sẽ nói kỹ hơn về những cái ràng buộc doanh nghiệp vừa và nhỏ nó sẽ khó khăn như thế nào. Vâng. Tôi hỏi thêm ông Thái một chút ạ, bởi vì là sau khi khán giả xem 6 số đối thoại ạ, thì họ có gọi lên cho chúng tôi và nói rằng là chúng ta coi cái khu vực kinh tế tư nhân là động lực, là lực lượng để làm nên câu chuyện này. Nhưng thực ra là trong các chính sách, trong những gì mà chúng ta đã thực hiện trong suốt thời gian qua thì đã coi trọng cái vai trò xứng đáng với cả những gì mà chúng ta nêu ra chưa ạ? Thực ra khu vực tư nhân thì nó hay là các thành phần kinh tế nói chung là chúng ta đều nói là nó bình đẳng, nó hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, thì đấy là ta nói và viết như vậy. Nhưng mà còn trong thực tế thực hiện ấy, thì những cái nguồn lực chính là mình giải thảm đỏ cho FDI, mình là nòng cốt của khu vực doanh nghiệp nhà nước, của khu vực kinh tế nhà nước, thế thì còn lại thì khu vực tư nhân thì coi như là cứ thế phát triển đi, nhưng mà ta để đi bằng cách nào thì nó không được rõ ràng. Cho nên là những cái giải pháp cụ thể, những cái vướng mắc cụ thể là nó, mà hiện nay là trong cái năm vừa rồi thì bình quân và đầu năm nay nữa, bình quân doanh nghiệp tư nhân mà nó đăng ký mới ấy, và làm cho nó toàn là chủ yếu là bé, cho nên cuối cùng là nó làm cho bình quân của các doanh nghiệp cũng nhỏ đi, và nó không có được quy mô đủ lớn của doanh nghiệp tư nhân để có thể đóng góp vào cái tiếng nói. Còn những ông tỷ phú, 3-4 tỷ phú mới ra đời ấy, được công nhận ấy, thì cũng không phải là nhiều. Và do đó thì nó cái đóng góp chung của toàn bộ cái khu tư nhân ấy, nó vẫn là chưa là đủ sức mạnh mẽ. Cho nên là giữa nói với hành động ấy, nó còn có một khoảng cách nhất định. Và cái này nó không phải là chỉ chủ trương, mà nó đòi hỏi là tất cả các ngành, các cấp, các địa phương đều phải chuyển động như nhau. Và nó mà hôm vừa rồi ở trong Hội đồng Phát triển Bền Vững ấy, thì là anh Vũ Lam có nói là không phải là trên nóng dưới lạnh, mà ngay cả trong chỗ trên ấy, cái gọi là trên ấy, thì nó cũng là một số người thì nóng, một số người khác thì cũng chưa được thể đóng tương ứng hoặc là lạnh. Cho nên là cái chính sách phát triển ngành của mình đưa ra yêu cầu là cần phải làm rất mạnh, nhưng mà nó còn đòi hỏi phải có một đoạn thời gian, mà nếu mà mình không làm chuyển đổi những cái chủ trương về tái cơ cấu nền kinh tế để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nói thì mạnh nhưng mà thực hiện là nó vẫn chưa được nhiều. Cho nên là cái vừa là cơ cấu kinh tế, vừa là khu vực tư nhân, tất cả những thứ đó nó là một cái rất nhiều cái nhiệm vụ đòi hỏi phải tổ chức chỉ đạo một cách căn cơ và nó cẩn thận hơn nữa. Ông Thành như thế nào? Tôi thì mở đầu rộng một chút. Tôi nghĩ là cái vấn đề chúng ta bàn là Việt Nam có thành hổ hay không, và nếu mà được như vậy thành như thế nào, thì đây là một cái câu chuyện đáng quan tâm và cũng khá là lý thú, bởi vì nó cũng bắt đầu thể hiện cái khát vọng của Việt Nam.
bắt đầu thể hiện là Việt Nam chúng ta hiện nay vào cái giai đoạn rất cần có các cái bước đột phá, bước ngoặt trong cải cách và phát triển. Một trong khía cạnh đó là nhìn nhận lại và làm sao phát triển ở cái khu vực tư nhân của Việt Nam. Thế tuy nhiên thì tôi cũng phải nói là cá nhân tôi thì không thích dùng chữ hổ. Cái lý nó ở chỗ này. Câu chuyện mà thành hổ là cái câu chuyện người ta nói nhiều nhất vào những năm 80. Khi bốn cái nền kinh tế ở Đông Á, tức là Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Hồng Kông có cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh và cái tốc độ công nghiệp hóa theo cái quan niệm trước đây cũng rất là nhanh. Thế nhưng mà, và cái đấy nó gắn với cái tốc độ tăng trưởng, gắn với thu nhập. Nhưng mà khái niệm hổ ấy bây giờ ấy, thì nó chưa đầy đủ để phản ánh ba cái nhìn về phát triển. Thu nhập tăng trưởng là cực kỳ quan trọng, nhưng cũng chỉ là một khía cạnh của phát triển. Phát triển bây giờ nhìn rộng hơn rất nhiều. Và theo nghĩa ấy thì cái khái niệm con hổ gắn với tăng trưởng cao có thể nó chưa đầy đủ. Thế cái điểm thứ hai ấy, cũng rất quan trọng, bên cạnh cái nhìn về tư tưởng phát triển thì người ta cái mức độ hội nhập, mức độ lưu chuyển các cái nguồn lực từ hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn liếng, đúng không? Thông tin, kể cả lao động, bây giờ nhanh và dễ hơn trước rất nhiều. Cái bối cảnh là khác. Cái thứ ba là cái nền sản xuất ở khu vực và thế giới bây giờ cũng thay đổi. Đó là kết nối, đó là mạng, đó là chuỗi giá trị. Chưa kể các dịch vụ, chưa kể cái cuộc cách mạng công nghệ hiện nay nó đang tác động đến. Và chính cái cách nhìn như vậy thì tôi nói cách đơn thuần, cái mà tôi muốn đất nước này, hai chữ: hãy trở thành một trong đất nước đáng sống nhất, đáng đầu tư kinh doanh nhất. Cái chữ đáng sống nhất ấy, thì nó thể hiện cái tư tưởng phát triển mới, tức là hài hòa giữa cái tăng trưởng, giữa cái thu nhập cao dần với lại hài hòa về mặt xã hội, về mặt môi trường, thiên nhiên, phát triển bền vững. Thế cái thứ hai ấy, là nơi đáng đầu tư kinh doanh thì nó nói lên cái động lực, cái tính bền vững trong phát triển, là phải là nơi các nhà đầu tư, những người kinh doanh muốn đặt tiền ở đây, đặt đầu tư ở đây để mà làm ăn, để mà kinh doanh. Và đấy chính là cái gốc của cái tăng trưởng cộng với những khía cạnh khác của phát triển. Tôi thì chỉ có một từ rất đơn giản là nơi đáng sống, đáng đầu tư kinh doanh. Thế làm được thế thì tôi phải nói luôn là cái tư tưởng ấy nó cũng ở trong cái báo cáo Việt Nam 2035. Tức là 15 năm nữa Việt Nam muốn gì? Thì đến khoảng 20 năm nữa. 20 năm nữa. Thì cái báo cáo ấy là gì? Xây dựng Việt Nam trở thành một nước có nền, là một nền kinh tế có thu nhập trung bình cao. Đúng không? Thu nhập trung bình cao. Và hướng tới này, sáng tạo, bền vững này. Công bằng này. Dân chủ. Tức là nó phản ánh những cái tư tưởng phát triển mới. Thế thì chúng ta hãy nhìn như vậy. Và nếu nhìn như vậy thì báo cáo ấy cũng chỉ ra 6 cái điểm cơ bản nhất mà Việt Nam phải làm. Đúng không? Cái điểm thứ nhất là cải cách thể chế, bao gồm là xây dựng nền kinh tế thị trường để cho vận động các nguồn lực nó hiệu quả, và một cái nhà nước minh bạch, chuyên nghiệp, có khả năng giải trình. Cái thứ hai là phát triển khu vực tư nhân Việt Nam như là động lực chính cho tăng trưởng và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân. Cái thứ ba là đổi mới sáng tạo. Tức là cái sáng tạo này nó đem lại cái tăng trưởng có chất lượng, giá trị gia tăng cao. Cái thứ tư là hài hòa với thiên nhiên, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cái nữa là vấn đề xã hội, tức là hòa nhập xã hội. Những cái chương trình để sao hỗ trợ cho những cái nhóm yếu thế như chúng ta đang làm, đã và đang làm, nhưng cũng lại những chương trình nghị sự chuẩn bị cho một cái xã hội Việt Nam mà tầng lớp trung lưu, tầng lớp người già sẽ nhiều hơn. Và cái cuối cùng tức là vấn đề đô thị hóa và dịch chuyển lao động và dân cư. Còn nhiều thời lượng để có thể bàn bạc tiếp những vấn đề cụ thể mà ông Chí Thành vừa bàn, có quá nhiều vấn đề đúng không ạ? Về phía doanh nghiệp, ông Mạc Quốc Anh nghĩ thế nào? Chúng tôi cũng đứng từ góc độ là những người thụ hưởng về mặt chính sách, chúng tôi cũng có cái cảm nhận trong những năm trở lại đây, cơ quan quản lý nhà nước
đặc biệt các cái tuyến tỉnh thành, các cái cơ quan trung ương, bộ ngành, sở ngành đã có nhiều các cái chương trình cụ thể hành động để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp. Và chúng ta đã tập trung, chúng ta đã ban hành được cái luật gọi là luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được ban hành từ ngày 1/1/2018. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy rằng là cái việc để kinh tế tư nhân trở thành cái động lực để phát triển kinh tế của đất nước thì tôi nghĩ đây là một quá trình nó còn tương đối còn dài. Bởi vì chúng tôi thống kê là hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam khoảng hơn 600.000, thì trong đó mới có 20% thì mới tham gia được vào cái chuỗi giá trị liên kết mang tính toàn cầu khu vực thôi. Ở trong khi đó thì Malaysia là 46%, Thái Lan thì họ hơn 30% rồi. Thì để tham gia vào một cái chuỗi giá trị liên kết đó thì chắc chắn cái vai trò chủ đạo như mà tiến sĩ Thành có nói thì vai trò chủ đạo của nhà nước vô cùng quan trọng. Bởi vì đây là một cái lực lượng để dẫn dắt, định hướng và cũng như là chia sẻ rất nhiều vấn đề về kinh nghiệm về thị trường cho cái lực lượng doanh nghiệp tư nhân. Bởi vì chúng tôi cũng thống kê đánh giá là chỉ có 7% các cái khách hàng nước ngoài mua các sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân, như là cái bạn hàng ấy. Còn lại chúng ta vẫn chỉ là tập trung vấn đề về nội địa là chính. Mà trong khi đó thì chúng ta đã có nhiều các cái thỏa thuận hợp tác. Vừa rồi thì chúng ta đã vào được cái TPP gọi là 11, đúng không ạ? Và chúng ta đã tham gia vào cái sân chơi toàn cầu. Do vậy cái năng lực của cái khối doanh nghiệp tư nhân để trở thành một cái động lực để phát triển kinh tế, tôi nghĩ nó có thời gian rất dài. Một phần nữa trong vấn đề chính sách thì từ trước đến nay thì sau nghị quyết số 35 và sớm nhất là ngày 1/1/2018 thì chính phủ đã ban hành nghị quyết ngay là 01, có nghĩa là chính phủ đã vào làm việc rất là sớm từ đầu năm, có nghĩa là thể hiện cái sự quyết tâm. Thì đối với cộng đồng tư nhân thì chúng tôi nghĩ là quyết tâm thì chưa đủ, mà quan trọng nhất là nó phải hành động. Thì trong đó thì luật đã ra đời, nghị định 18-19 cũng đã hướng dẫn cụ thể cho thành phố và sở ngành. Nhưng quan trọng nhất là hiện nay thì về vấn đề về cạnh tranh giữa doanh nghiệp FDI, giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân và môi trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vẫn vô cùng là khó khăn. Khó khăn đầu tiên chúng tôi nghĩ đó là với mặt vấn đề về chính sách. Thứ hai nữa là tính minh bạch. Bởi vì hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp vẫn cứ phải có những cái chi phí không chính thức để được có thông tin về mặt dự án, có thông tin về mặt đất đai. Thế có nghĩa là hiện nay là chúng ta vẫn chưa đối xử một cách công bằng giữa các chủ thể, giữa các doanh nghiệp với nhau. Đấy, thì theo tôi nghĩ thì hiện nay mình mới đang thể hiện trong vấn đề lời nói thôi. Để trở thành một động lực thì nó còn quá trình rất là dài. Một vấn đề nữa hiện nay là cái sự liên kết hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, giữa các nhà khoa học, những nhà nghiên cứu, giữa các doanh nghiệp vẫn còn chưa chặt chẽ lắm. Thế do vậy mà chúng ta vẫn chưa có nhiều các cái công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo mang tính đột biến để làm sao sản phẩm của chúng ta đủ cái năng lực, đủ cái sức cạnh tranh. Ý chúng tôi nói đây vấn đề là các doanh nghiệp có thể là chủ lực của nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi nghĩ hiện nay vẫn chưa xuất hiện. Hiện nay kể cả 4 tỷ phú mà vừa mới được, đúng không ạ? Đấy, đang đưa được công bố thì chúng tôi nghĩ chưa phải là những doanh nghiệp chủ lực để dẫn đàn cho các doanh nghiệp nhỏ vừa và cho những doanh nghiệp khởi nghiệp đi theo. Bởi vì chúng tôi nghĩ phải có những doanh nghiệp chủ lực thì mới tạo được hàng loạt các cái trăm ngàn các cái doanh nghiệp nhỏ vừa. Đấy là những lực lượng doanh nghiệp tư nhân có thể đi theo, có thể thành những doanh nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp hỗ trợ cho một cái lực lượng doanh nghiệp chủ lực như thế. Thì chúng tôi nghĩ là cái mà đóng góp vào GDP nó sẽ tăng trưởng lên. Trước nay thì chủ lực là các doanh nghiệp nhà nước, những cái ngành chủ lực vẫn là các doanh nghiệp nhà nước. Nói thêm là tôi vẫn hay nói trên báo chí là Việt Nam đã có một số doanh nghiệp to nhưng mà chưa lớn. Vâng. Muốn lớn thì nó phải có 3 điều. Điều thứ nhất là phải có công nghệ của anh, R&D của anh. Cái thứ hai là thương hiệu phải mang tính quốc tế và toàn cầu. Và cái thứ ba là cái tính lan tỏa và dẫn dắt. Vâng. Thế thì cái doanh nghiệp theo nghĩa lớn như thế thì Việt Nam hầu như là chưa có. Vâng. Có một số doanh nghiệp tôi được biết đã to rồi thì đang cố lớn thì có. Tôi muốn nói thêm ý của anh Thành với anh nói. Tức là nó có câu chuyện này, tức là đúng là bây giờ nói tăng trưởng không thôi ấy, là nó không thật là phù hợp lắm. Mặc dù nó rất cần thiết, thì đấy chứ là một cái chỉ tiêu cần thiết và phấn đấu hướng đến nhiều đến toàn diện hơn là phát triển và phát triển bền vững. Thì cái ý đó anh Thành đã phân tích rất là kỹ rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói là thị trường, trong ý Thành có một câu tức là thị trường thì phải cạnh tranh. Thì cái năng lực cạnh tranh Việt Nam là năm vừa rồi là tăng 5 bậc, 5 năm vừa qua là tăng 20 bậc. Nghe thì oai, nhưng mà phân tích sâu thì là có chuyện. Tức là vì trong hơn 113 cái chỉ tiêu con ấy, thành phần này, thì đến 20 chỉ tiêu là nó từ 100 đổ ra. Tức là Việt Nam tuy là đứng thứ 55
nhưng mà lại có 20 chỉ tiêu đứng thứ 100 đổ ra. Như vậy tức là anh muốn đẩy lên thì dân số của anh to thì làm sao mà đẩy lên nữa, nó cứ thế, nó từ từ nó lên thôi. Thế thì bây giờ anh phải đẩy những cái kém, mà một trong những cái kém ấy chính là vấn đề nguồn nhân lực. Mà nguồn nhân lực ở đây tức là cái khu vực tư nhân ấy, là nó chiếm lao động, sử dụng lao động là lớn nhất, và đồng thời nhưng mà cái trình độ lao động lại yếu kém. Mà cả nước Việt Nam ấy, đến hôm nay có 21,5% là người lao động được đào tạo từ 3 tháng đổ lên có bằng cấp. Báo cáo anh Thái là cái báo cáo mới nhất của World Economic Forum, tức là Diễn đàn Kinh tế Thế giới đấy, Davos, ra đầu năm nay thì họ so sánh về cái chỉ số gọi là chỉ số sẵn sàng, nôm na là với cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ấy, thì Việt Nam là rất thấp. Và trong cái thấp ấy, thì những cái chỉ số quan trọng nhất như là năng lực đổi mới sáng tạo, như là nguồn nhân lực này, là ở mức có thể nói là quá thấp. Vâng. Nhưng mà nó khó đây là muốn nâng cái nhân lực mà đào tạo thì lại không thể là đốt cháy giai đoạn được. Nó khó là cái chỗ ấy. Tức là không phải là khu vực tư nhân mà tất cả nền kinh tế không thể là đào tạo, mà chỉ có nói tròn số là 21/5 là được đào tạo. Còn 4/5 là nói chung là giáo dục qua đầu bờ, truyền miệng, truyền khẩu. Cho nên phải nói là để nâng cái chất lượng nền kinh tế thì không phải là chỉ hô hào đâu, mà là cần mẫn làm từng việc một. Mà ở những doanh nghiệp nào ấy thì căn cứ vào cái tình hình cụ thể ấy, anh tìm một số cái khâu nào đó để nâng dần cái trình độ của người lao động. Nhưng mà cũng có một con số rất là thú vị liên quan đến chúng ta vừa nghe về bộ máy nhà nước. Thì cách đây khoảng năm ngoái, khi mà khoảng gần 1.000 doanh nghiệp tham gia cái diễn đàn này, cũng nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam tham gia, hỏi là nếu mà được chọn một cái gì mà nghĩ là cần nhất đối với chính phủ là giữa hành động, liêm chính và kiến tạo, thì doanh nghiệp chọn là cái cần nhất là hành động. Thế vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì hội thảo lại hỏi là trong những cái điều mà chính phủ muốn trong nghị quyết 01 liêm chính rồi thì sáng tạo rồi thì hành động vân vân, thì cái gì là khó nhất để chính phủ có thể thực hiện được, thì là doanh nghiệp giơ tay là từ liêm chính. Được. Tức là một cái là cần gì nhất thì hành động, và cái gì khó nhất để chính phủ có thể thực hiện được thì đấy là liêm chính. Vâng. Ông Quang nói tiếp về vấn đề của doanh nghiệp đi ạ. Vâng, thì cái quan trọng nhất thì nếu để trở thành động lực thì như tôi cũng vừa trao đổi, thì quan trọng nhất là cần cái sự vào cuộc cả một hệ thống chính trị. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta chỉ dừng lại lời nói thôi thì chắc chắn là sẽ không thành công. Và quan trọng nhất là từ trước đến nay thì quy mô của các doanh nghiệp ngày ngày chúng tôi nghiên cứu đấy, thì thường thường bắt đầu nó quy mô nó nhỏ lại rồi. Bởi vì họ không đủ cái năng lực, đủ sức cạnh tranh. Ví dụ như những tháng đầu năm ấy, như là cái số lượng mà doanh nghiệp được thành lập mới thì nó bằng cái số lượng doanh nghiệp là ngừng và giải thể. Thế có nghĩa là hiện nay là thị trường của chúng ta vẫn tiềm ẩn những cái rủi ro. Mà quan trọng nhất hiện nay đối với doanh nghiệp là sự rủi ro về mặt chính sách. Bởi vì chúng ta là chính sách hiện nay chúng ta chưa ổn định. Chu kỳ chúng ta vẫn đang ở nhiệm kỳ, có nghĩa chính sách luôn luôn bị thay đổi. Đặc biệt ví dụ như là Bộ Công Thương 2017 đã ra một cái công bố là sẽ cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh. Nhưng mà thực tế chỉ có một số ngành là được cắt giảm thôi. Thực tế là trên 675 điều kiện kinh doanh đó thì vẫn chưa là cắt giảm một cách triệt tiêu. Mà cái đó thì doanh nghiệp hết sức là cần và mong đợi. Một phần nữa là hiện nay thì đâu chỉ có Bộ Công Thương, bởi vì là chính phủ cũng đã ra nghị quyết số 35 yêu cầu tất cả các bộ ngành phải cắt giảm đến hơn 50% các thủ tục, thì đây chính là những giấy phép con làm cản trở cái sự cạnh tranh của các doanh nghiệp. Nên tôi nghĩ là hiện nay thì để những cái việc đó thì cơ chế chúng ta phải cắt giảm liên tục, mang tính ổn định và bền vững và không bị thay đổi. Có nghĩa là hiện nay các cái lợi ích giữa các bộ, lợi ích giữa các vụ ở trong bộ cũng cần phải hạn chế và kiểm soát, để làm sao cho doanh nghiệp có thể đủ tự tin, đủ sức để làm các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước. Vâng. Tôi xin nói thêm một chút là ở số đối thoại thứ 6 và thứ 5 thì số đối thoại thứ 5 còn nói về việc là có một cách chúng ta có thể hóa hổ được, đấy là xây đường và xây trường. Thế còn số đối thoại thứ 6 thì nói về câu chuyện là khu vực kinh tế tư nhân. Những số đối thoại đầu tiên thì nói về thể chế và khoa học công nghệ. Tức là có rất nhiều thứ và cái gì chúng ta muốn làm. Tôi phải nói thế này. Cái bài học và hóa hổ của những năm 80 đến đầu 90 của bốn nền kinh tế mà chúng ta nói, sau này người ta cũng nói thêm một số nước như là ở cái thế hệ thứ hai như là Indonesia, Philippines, Thái Lan. Thế nhưng mà nó sau cái cuộc khủng hoảng châu Á thì cái hình ảnh của cái thế hệ hổ thứ hai nó mờ đi rất nhiều. Thế thì người ta rút ra ban đầu ấy là bốn cái bài học cơ bản về chính sách.
Cái thứ nhất là định hướng xuất khẩu. Cái thứ hai là ổn định kinh tế vĩ mô. Cái thứ ba là nguồn nhân lực. Cái thứ tư là kết cấu hạ tầng, tức là xây đường và xây trường. Đấy là bốn bài học. Sau đấy thì đến năm đầu 90 thì Ngân hàng Thế giới có viết một cái quyển là Sự thần kỳ Đông Á. Thì có thêm một cái rất quan trọng là hiểu thế nào về sự can thiệp của nhà nước. Thì lúc bấy giờ Ngân hàng Thế giới mới đưa ra một quan niệm gọi là market friendly. Tức là có sự can thiệp, nhưng sự can thiệp ấy là thân thiện với thị trường. Đấy. Tức là vẫn lấy thị trường làm gốc. Rồi con số thứ nữa cùng với bốn cái bài học như vậy. Tiếp đó đến năm 2000 thì lại có một cái nghiên cứu là có thực sự là định hướng xuất khẩu là tốt hay không sau cuộc khủng hoảng châu Á. Thì lại rất nhiều phát hiện là vấn đề là cái đầu vào cho sản xuất, cho nên là không thể tách rời nhập khẩu. Và chính cái nhập khẩu ấy nó đã đem lại ít nhiều cái tốt cho tăng trưởng. Một là đầu vào sản xuất đảm bảo ổn định. Thứ hai là cạnh tranh. Thứ ba là nhập khẩu được công nghệ, tức là nâng cao được cái năng lực sản xuất. Và lúc ấy người ta thiên hơn là một cái chính sách làm sao hài hòa được nhập khẩu và xuất khẩu, chứ không quá gọi là, mặc dù định hướng xuất khẩu là tốt nhưng không quá thiên. Thế thì nó có những cái nghiên cứu để định vị lại một chút những bài học của cái những con hổ đấy. Tuy nhiên xây đường và xây trường thì vẫn giữ, ổn định vĩ mô vẫn giữ, nhưng bài học về xuất khẩu, bài học về sự can thiệp nhà nước bắt đầu thay đổi, nhìn nhận đã thay đổi theo cái đánh giá đó. Thế thì như chúng ta vừa trao đổi thì bây giờ thế giới là rõ ràng khác. Và người ta nói khác, như tôi nói là ba cái lớn nhất. Cái nhìn về phát triển. Cái thứ hai là tốc độ dịch chuyển các nguồn lực trên thế giới bây giờ nhanh, mạnh vì mở cửa, vì toàn cầu hóa, vì các hiệp định, vân vân. Cái thứ ba là khoa học công nghệ. Và bây giờ người ta nói nhiều đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vân vân. Nhưng mà đấy, đấy là ba cái mà có thể nói là định hình cái nhìn về phát triển hiện nay, định hình về chính sách, định hình về cái tái cấu trúc lại, cải cách lại bất kỳ cái nền kinh tế nào. Vâng. Thế thì Việt Nam nó khó là gì? Các Thái nói rồi, chúng ta thấp thế này, khu tư nhân thấp thế nào. Vâng. Thế thì bài học của quá khứ chúng ta vẫn nhìn và vẫn có nhiều điều tốt, ví dụ xây đường, xây trường. Vâng. Chắc là vẫn rất cần kết cấu hạ tầng, không thể tránh khỏi. Nhưng ngay kết cấu hạ tầng bây giờ cũng khác rồi. Vâng. Ví dụ như là kết cấu hạ tầng trước kia IT có lẽ là không nhìn nhận nó ghê lắm, chủ yếu là cầu, đường, sân bay. Thì bây giờ IT là một cái kết cấu hạ tầng cực kỳ quan trọng. Ví dụ vậy. Thế rồi thì nguồn nhân lực như chúng ta vừa bàn, cái cách nhìn về kỹ năng, cái nhìn phát triển, giáo dục, đào tạo cũng thay đổi. Đúng không? Nhưng mà hai cái vẫn là chốt. Thế và rất nhiều những cái khác thay đổi. Cái cuộc cách mạng công nghệ lần tư làm thay đổi về thị trường, thay đổi về sản phẩm, thay đổi về ngành nghề, thay đổi về kỹ năng, thay đổi về cách thức quản trị, thay đổi cả pháp lý, khung khổ pháp lý. Thế thì vâng, chúng ta vẫn phải lại phải tiếp với cái đấy. Thì nếu mà chúng ta cứ cái cũ thì một là không thích hợp, hai là giả sử thích hợp thì chúng ta vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Thế mà chúng ta muốn là thì không vượt được trước thì chúng ta phải nhanh hơn thế mới thu hẹp được. Thế cho nên là ứng xử với cái đang chúng ta đang vấp, học bài học của quá khứ, nhưng như tôi mới nói là phải hướng đến tương lai, phải bắt nhịp với cái mới. Vâng. Đó là cực kỳ quan trọng. Ông Quang, dưới góc nhìn doanh nghiệp như thế nào? Dưới góc nhìn doanh nghiệp thì chúng tôi cũng thấy hay ý kiến chuyên gia hoàn toàn là đúng, bởi vì có một cái tầm nhìn tương đối là xa, định hướng về mặt chiến lược cho các doanh nghiệp. Nhưng bản thân chúng tôi nghĩ là nếu tạo cái nguồn lực cho cái động lực cho kinh tế tư nhân ấy, thì chúng tôi nghĩ là tập trung vào một số vấn đề. Thứ nhất, phải có một cái sân chơi riêng, sân chơi về mặt thị trường cho các doanh nghiệp, đặc biệt khối tư nhân. Bởi vì hầu như bây giờ các cái dự án ấy, của nhà nước, các dự án ODA, những cái dự án mà các cái tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam ấy, thì hầu như các doanh nghiệp tư nhân đang bị đứng bên ngoài vấn đề về mặt năng lực này. Thế có nghĩa là chúng ta nếu để họ trở thành một cái động lực ấy, thì chúng ta phải có một cái sân chơi riêng để tạo cho họ, có nghĩa là mình phải chấp nhận cái sự rủi ro, chấp nhận cái sự nếu mà họ không thành công, để có thể mình tạo mọi cái cơ sở để họ có thể phát triển. Thì ý chúng tôi nói là cái nguồn lực ở đây chính là cái nguồn lực về mặt thị trường, từ các cái việc mà các doanh nghiệp nhà nước đang làm, đang triển khai, mà doanh nghiệp tư nhân có thể đảm đương được, chúng ta vẫn cho cái khối này có thể tham gia được, để họ nâng cao dần cái năng lực của họ lên. Chúng ta đừng tách hẳn nó ra. Vấn đề nữa là cái khối doanh nghiệp FDI hiện nay ấy,
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các nước lớn rất là nhiều. Bản thân Nhật Bản có hàng triệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế tại sao chúng ta không kéo các cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa này sang để chúng ta có thể kêu gọi cùng đầu tư? Bởi vì quy mô của họ rất là phù hợp với các năng lực, các cái mô hình của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Bởi vì mỗi doanh nghiệp Nhật thì có thể một ông chủ nhưng có thể 10 cán bộ công nhân viên, rất là nhiều, hàng triệu doanh nghiệp. Thì chúng tôi nghĩ là kéo cái nguồn lực đó để sang hợp tác. Có nghĩa ngoài vấn đề chúng ta trao đổi thương mại, vấn đề về đầu tư, vấn đề về thương mại quốc tế, thì tôi nghĩ là trao đổi luôn cái vấn đề về khoa học công nghệ như các chuyên gia đã chia sẻ. Cái nguồn lực nữa thì chúng tôi nghĩ là phải có yếu tố về cái sự liên kết. Liên kết là vô cùng quan trọng, mà tôi nghĩ hiện nay các doanh nghiệp tư nhân đang hết sức là mất niềm tin giữa các doanh nghiệp với nhau, niềm tin vấn đề về chính sách, niềm tin vấn đề về thị trường. Thì chúng tôi cứ nghĩ vấn đề về nguồn lực để tạo niềm tin ấy, thì nó vô cùng cùng là quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta không tổng hòa những cái khối mà có sự liên kết với nhau thì tôi nghĩ nó vẫn cứ tách rời. Có nghĩa chúng ta chỉ về xây vào mặt định hướng thôi. Còn các khối để mà liên kết các cái khối tư nhân FDI rồi các khối doanh nghiệp nhà nước tạo thành một cái thế thống nhất để làm sao nâng cao được cái tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp tư nhân. Bởi vì hiện nay chúng ta mới đóng góp là trên 20%. Thì tôi nghĩ là cái sự cam kết đó nó phải thành 30-40%. Thì cái nội lực nó rất là quan trọng. Đặc biệt là liên quan đến nguồn con người như tiến sĩ Thành nói, vô cùng quan trọng. Vấn đề liên quan đến đào tạo thì tiến sĩ cũng đã trao đổi rồi. Bởi vì bản thân các doanh nghiệp là tự đào tạo, nhưng mà bản thân doanh nghiệp lại không cấp được chứng chỉ. Thì vậy mà cứ làm xong ở doanh nghiệp này từ 6 tháng một năm, mà nhân sự đấy muốn đi bất kể một cái doanh nghiệp nào, một cơ sở nào có thể làm việc được thì họ không có chứng chỉ. Mà do vậy mà cái nhân lực mà đào tạo thì không có kỹ năng. Kỹ năng chỉ được tầm 3 đến 6 tháng đào tạo. Thế do vậy mà khi cái thời gian lao động của họ này tương đối là ngắn ngủi. Thế do vậy cái năng suất lao động thì nó là vô cùng quan trọng. Mà chúng tôi nghĩ là yếu tố con người là yếu tố về then chốt để phát triển kinh tế xã hội. Mà cái năng suất lao động của chúng ta vẫn chỉ sản xuất thô, không có những người lực lượng lao động sản xuất kỹ năng cao. Thì chắc chắn là chúng ta chỉ nói về mặt chủ trương thôi, nhưng thực tế để trở thành động lực thì nó cũng quá trình rất là dài. Vâng. Nhân đây thì tôi nói thêm, thật ra thì trong những năm qua ấy, một số ý mà chúng ta vừa nghe thì cũng đã được nhà nước và thậm chí thành những văn bản đấy. Vâng. Tức là ví dụ như là thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với các đại gia nước ngoài vào, đặc biệt doanh nghiệp Nhật, rồi kết nối với SME Việt Nam. Thế rồi thì trong các cái dự án đầu tư gọi là dự án nhà nước đấu thầu thì nó đều có cái điểm cao hơn cho các cái doanh nghiệp lớn, mà nếu trong doanh nghiệp lớn ấy lại có những gói thầu nhỏ gắn kết được các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, đúng không? Thì nó cũng có cả. Thế nhưng mà triển khai thì rất là khó khăn. Tôi lấy một cái ví dụ, cái này bọn tôi cũng có tham gia làm, tức là ví dụ như là trước đây mỗi bộ mỗi ngành là có cái bộ phận IT riêng. Thế lúc ấy là đã nghĩ để tạo ra thị trường và qua đó tạo ra một cái quy mô kinh tế, tạo ra cái làm ăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ IT chẳng hạn. Thì chúng ta đã có cái chỉ thị về cho thí điểm, tức là thuê ngoài. Mà thật ra thuê ngoài thì tôi được biết là văn phòng quốc hội, kể văn phòng chính phủ đã từng làm, ví dụ với Viettel chẳng hạn, chứ không cần cái bộ phận riêng họ sẽ làm cho. Và như vậy đây là một cái thị trường tốt cho doanh nghiệp, thế nhưng bây giờ triển khai lại cũng không được, rất khó khăn. Đấy là một cái ví dụ rất là nhỏ. Muốn làm riêng vẫn cứ là mỗi ông muốn có một cái bộ phận riêng của mình, thì cái này nó còn liên quan để các cái pháp lý về mặt ngân sách, thế nào là chi thường xuyên, thế nào là chi đầu tư, và chưa nói lợi ích đằng sau. Cho nên là tôi lấy một cái ví dụ nhỏ thôi, mà 3-4 năm qua chúng ta kể cả đã có văn bản chỉ thị rồi, cấp cao nhất chính phủ vẫn không triển khai được. Tức là vấn đề có rất nhiều, những thứ chúng ta bàn đây đã được nói rồi, đã được cụ thể hóa trong các văn bản luôn. Triển khai nó rất chậm và nó chưa đủ ý nghĩa. Vâng. Ông Thái có bổ sung gì thêm vào phần này không ạ? Vâng, tôi chỉ muốn nói là về cái khó khăn thôi, còn mình có thể chỉ ra nhiều việc. Được. Thì là chính phủ và các doanh nghiệp cũng, và người dân nói chung là cũng đã có đề xuất hoặc là có, thậm chí là kêu than, thì đó cũng phản ánh là chúng ta cần phải làm gì. Nhưng mà nó khó, tức là ngay cái chuyện là cắt giảm thủ tục của anh nhá, thì là nói là Bộ Công Thương cứ nói là thành tích như thế, họ giảm được một nửa đi, coi như là tốt đi, thì cuối cùng đến Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng, thế này các họ cũng nói, thì đến kiểm điểm ra chỉ có 3-4 bộ là có chuẩn bị sẵn sàng là đó định cắt giảm rồi. Còn các nhiều bộ khác là coi như là chúng tôi đang chuẩn bị nhưng không chuẩn bị, tức là cái chuyển động của mình rất chậm từ cái ý đồ cho đến cái tổ chức thực hiện này. Hoặc giả là lúc mình đưa ra một cái chỉ tiêu như anh nói là cái thuê ngoài đấy, dịch vụ thuê ngoài rất hay, IT rất là hay, và như thế là làm cho chính các doanh nghiệp IT nó cũng ngày càng chuyên môn hóa hơn và làm thuê được.
cũng như là ở một cái chung cư của tôi ở thì có cái đội bảo vệ, mình thuê bảo vệ chứ không phải mình thuê từng ông bảo vệ, mà mình thuê công ty bảo vệ. Thì như vậy lúc mà có cái vấn đề gì đấy thì họ tự tổ chức với nhau thì là làm rất là tốt. Thế nhưng mà nói như thế thôi, nhưng mà cái lợi ích cục bộ đấy nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên là cái ý của anh đại diện doanh nghiệp đấy tôi cho là hay, cho là tính liên kết của các cái doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, các cái tổ chức với nhau, không cứ là loại gì cả, nhưng mà cái tính hợp tác và liên kết của mình còn yếu, và cái đó nó làm ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng cuối cùng của cái hành động. Thế mà cái tư duy nhiệm kỳ đó, bây giờ thì đang giữa kỳ rồi, cái mà tôi chỉ cố gắng làm thêm có 2-3 năm nữa thôi thì là tôi sẽ nghỉ đấy, thế là để các bác khác làm. Thế nhưng không có cái thế gì cả, còn 2-3 năm nữa là tôi vẫn cứ làm, còn ông khác thì là ngồi đây chờ đấy. Thế cho nên là cái cách thức mà làm liên tục phát triển và nó thị trường nhiều hơn và nó hội nhập nhiều hơn là mình cũng không có nhận thức một cái đầy đủ, và thậm chí nhận thức được rồi thì lại vì lợi ích nào đó nó làm ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển. Thế bây giờ mình có những ký được cái hiệp định thương mại mới đúng không ạ, CPTPP thì có thể sang năm nó sẽ là đi vào thực tiễn, nhưng mà nó cũng sẽ có rất nhiều cái thách đố chứ không phải bình thường đơn giản. Thì bây giờ người ta nhận thức là nó có thể không lợi được như cái cũ đánh giá cũ, nhưng rõ ràng là hội nhập và liên kết thì nó sẽ có hiệu quả hơn, nhưng mà nó cũng phải có trả giá. Cũng phải nhấn mạnh này, thật ra là tác động về trực tiếp về thương mại đầu tư rồi thì dịch chuyển nguồn lực thì có thể so với cái hiệp định TPP 12 thành viên ban đầu thì nó nhỏ hơn. Dạ. Mặc dù nó vẫn còn có ý nghĩa. Điều ấy thì dễ hiểu thôi, bởi trong TPP 12 thì Mỹ đã chiếm đến 65% GDP. Đó thì chưa nói Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, là một nhà đầu tư lớn ở Việt Nam, thì chắc chắn là nó không bằng. Thế nhưng đứng dưới góc độ là chất xúc tác cho cải cách thì vấn đề nó chủ yếu là mình có thực hiện không. Bởi vì những cái cam kết liên quan đến sau đường biên giới, từ là doanh nghiệp nhà nước, từ là cạnh tranh, từ là sở hữu trí tuệ, từ là thương mại điện tử, từ là tiêu chuẩn môi trường vân vân, thì về nguyên tắc nó vẫn như cũ đấy mà. Dạ. Cho nên mà cái ấy thì là một cái tác động chưa lường hết được nó lớn đến như thế nào. Nếu bởi vì bản chất của nó là cải cách thể chế, bản chất của nó là cải cách toàn bộ cách ứng xử của nhà nước với thị trường và doanh nghiệp, và như vậy sẽ giảm rất mạnh cái chi phí giao dịch cho doanh nghiệp. Và chúng ta biết cái điều cản trở số một mà cái mà chúng ta làm một mẫu, tức là cái cắt giảm điều kiện kinh doanh ấy, chính là doanh nghiệp vừa nhỏ không chịu được và không thể lớn được vì cái chi phí giao dịch này. Khi tôi nói chi phí giao dịch thì không hoàn toàn chỉ là cái chi phí phi chính thức, chi phí xấu, mà kể cả chi phí chính thức cũng rất là cao. Tôi xin phép bổ sung vấn đề về nguồn lực ấy. Thì chúng tôi nghĩ là cái nguồn lực mà để cho các doanh nghiệp tư nhân có thể phát triển được đó là hệ thống. Hệ thống ở đây chính là hệ thống về mặt phân phối, hệ thống vấn đề về thương mại. Bởi vì từ khâu chúng ta sản xuất ra cho đến khâu tiêu thụ phân phối thì chúng ta vẫn phải nhờ các hệ thống để chúng ta phân phối. Thì do vậy nó làm mất được cái giá trị và gia tăng ấy, của các doanh nghiệp rất lớn. Nên tôi nghĩ là các cái doanh nghiệp mà để trở thành độc lực thì chúng ta phải phát triển được một hệ thống phân phối, hệ thống tiêu thụ, để làm sao các doanh nghiệp tư nhân của chúng ta có thể chào bán hàng hóa trực tiếp vào đấy. Bởi chúng ta mà nếu mà qua quá nhiều các khâu thương mại thì giảm ngay các cái giá trị của chúng ta không đủ sức cạnh tranh. Và chúng tôi nghĩ là chắc chắn phải có một hệ thống phân phối, hệ thống thương mại để chúng ta đỡ qua cái khâu. Bởi vì chúng ta có đi đưa các thị trường, vì đâu phải chúng ta chỉ bán tại Việt Nam đâu, mà chúng ta phải tham gia vào rất nhiều các thị trường khác. Thưa các khách mời, trong số đối thoại ngày hôm nay thì rõ ràng chúng ta cũng có những hướng tiếp cận rất mới. Tuy nhiên trước khi mà kết thúc chương trình, tôi cũng rất là muốn các khách mời có một cái thông điệp rất là ngắn gọn, nhắn nhủ tới cho những người làm chính sách, những người quan tâm tới chương trình đối thoại với cái cách tiếp cận của chúng ta ngày hôm nay về cái việc là chúng ta lựa chọn cái khu vực kinh tế tư nhân và làm thế nào đấy để thúc đẩy họ cung cấp những nguồn lực rồi tạo một môi trường tốt cho họ, thì chúng ta sẽ như vậy cái câu chuyện hóa hổ chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực hơn. Thì các khách mời có thể có một thông điệp rất là ngắn gọn, nếu các khách mời ở trong vai trò của những người làm chính sách thì các mời sẽ có những cái cách thức như thế nào để cái câu chuyện Việt Nam hóa hồ trở nên nhanh chóng ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Thái ạ, rất ngắn gọn ạ. Tôi chỉ có cái rằng là qua thảo luận của chúng ta đều rõ lên là cái yêu cầu của cái phát triển trong điều kiện mới đấy, nó cả trong nước lẫn quốc tế đấy, nó đã thay đổi rất là nhiều. Cho nên là hãy vươn lên
và thực hiện cái cuộc cải cách tự bản thân mình, mỗi người tự cái và làm cho cả hệ thống cùng cải cách, thực hiện đúng những cái điều mà chúng ta giữa nói với làm nó gắn kết với nhau thì nó sẽ là thực hiện được có kết quả cao hơn. Vâng, hành động và thực hiện. Ông Chí Thanh sao? Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu 15-20 năm tới để Việt Nam trở thành một cái mức thu nhập trung bình và có một cái nhìn về, có một cái mức sống, các cái điều kiện để phát triển ở mức của một nhìn tổng thể của mức thu nhập trung bình cao thì vẫn là nằm trong cái khả năng của đất nước, con người Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng ở đây có ba cái điểm cơ bản nhất. Thứ nhất, tức là phải thực sự coi cái khu vực tư nhân chính là chúng ta, là cái động lực quan trọng nhất cho cái tăng trưởng, cho cái sự phát triển của đất nước. Thế và cái thứ hai, tức là cởi trói là chưa đủ, mà phải hướng tới thích ứng được, nắm bắt được những cái xu hướng mới của thời đại, của sự phát triển. Và cái thứ ba là hãy biết kết nối, học hỏi và dựa trên một cái tiêu chuẩn, đó là cái tiêu chuẩn toàn cầu, tiêu chuẩn quốc tế, những cái tiêu chuẩn tốt nhất để mà phát triển. Tôi cũng xin phép được bổ sung. Với tôi thì tôi nghĩ là sẽ có bốn cái thành tố để bổ sung cho đầy đủ. Thứ nhất đối với tôi thì đó là con người vô cùng là quan trọng trong cái việc mà chúng ta muốn sẽ trở thành những hổ vàng trong thời gian tới. Vấn đề nữa tiếp theo tôi nghĩ là thể chế phải luôn luôn thích ứng với cái việc hội nhập và thay đổi để làm sao mang lại lợi ích cho cái cộng đồng doanh nghiệp rất là lớn. Vấn đề thứ ba nữa tôi nghĩ nó phải hiệu quả. Bởi vì nếu chúng ta mà không hiệu quả thì chúng ta bắt buộc phải thay đổi. Và vấn đề thứ tư nữa tôi nghĩ là phải sáng tạo. Bởi vì nếu mà chúng ta làm tốt mà chúng ta không sáng tạo, không tìm tòi những cái thành tố mới, những cái sản phẩm mới, những con người mới, những cái công nghệ mới thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị tụt hậu lại đằng sau rất là xa. Và tôi nghĩ là bốn yếu tố đó nó sẽ tổng hòa một cái việc là chúng ta tăng cường cái sự liên kết hợp tác, tạo niềm tin về mặt về thị trường. Chính phủ đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp cũng tạo niềm tin cho chính phủ. Và tôi nghĩ là hợp tác một cách bền bỉ, bền chặt, bền vững, có những cái thành tố mà quan trọng, ví dụ như các nhà khoa học, những chuyên gia kinh tế, lực lượng cơ quan quản lý nhà nước, ở đây là cá nhân, các cái chủ doanh nghiệp, các cái chủ thể, làm cho chúng ta mỗi một cái vai trò nên làm tốt cái vai trò, cái vị trí của mình được giao, thì tôi nghĩ là xã hội và kinh tế của Việt Nam sẽ phát triển một cách bền vững trong một thời gian tới. Vâng ạ, xin cảm ơn ba vị khách mời. Ngày hôm nay thì từ mới xuất hiện rất là nhiều trong chương trình của chúng ta. Chúng ta phải có cách tiếp cận mới, cách nhìn mới, đổi mới, sáng tạo, rồi thay đổi. Tôi nghĩ là đó cũng là một cái góc tiếp cận rất là khác biệt của chương trình đối thoại này so với cả 6 số đối thoại trước. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã có thêm những cái tư vấn về chính sách liên quan đến hành động cụ thể mà số trước của chúng tôi đã đề cập. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã rất là tâm huyết, nhiệt tình với cả đề tài cũng như câu hỏi của các khán giả gửi lên cho chúng tôi. Chúng tôi cũng dựa trên những cái gì nhu cầu của khán giả để có thể cung cấp thông tin một cách đúng nhất và kịp thời nhất. Thì chúng tôi rất là mong sẽ tiếp tục được gặp lại khách mời trong nhiều chương trình tiếp theo của đối thoại nữa. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để lại cùng chúng tôi đồng hành ở những đề tài tiếp theo của đối thoại và bàn tiếp về những câu chuyện của nền kinh tế. Chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.